Tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin 24/7 trên kênh FBNC. Thưa quý vị, lượng giao dịch thành công cao và thị trường điều chỉnh theo hướng tăng dần tỷ trọng của nhóm bất động sản phân khúc trung cấp. Hãng CBRE Việt Nam nhận định là thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang điều chỉnh theo hướng bền vững. Nhận định này được đưa ra tại buổi họp báo công bố tiêu điểm quý tư và triển vọng thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017 của CBRE vào sáng ngày 4 tháng 1 vừa qua. Theo số liệu thống kê của CBRE, trong năm 2016, toàn thành phố đã mở bán hơn 37.400 căn hộ, giảm 10% so với năm ngoái. Trong đó, các dự án mới chủ yếu tập trung về phía Đông và Nam thành phố. Do sự cải thiện của cơ sở hạ tầng bao gồm tuyến metro số 1, xa lộ Hà Nội mở rộng, đường cao tốc trên cao thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và việc phê duyệt dự án sân bay Long Thành. Tổng kết cả năm, đã có hơn 35.000 căn hộ được bán ra, giảm 4% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tồn kho đã có sự sụt giảm, từ mức 21% của giai đoạn 2014-2015 xuống còn 9% trong giai đoạn 2015-2016. Đáng chú ý, thị trường đang có khuynh hướng giảm dần nguồn cung trong phân khúc cao cấp và tăng dần ở phân khúc cấp trung. Cụ thể, nếu như năm 2015, các sản phẩm căn hộ cao cấp chiếm đến 38% tổng sản phẩm trên thị trường, thì bước sang năm 2016, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 30%, trong khi tỷ trọng của nhóm căn hộ trung cấp thì tăng từ mức 40-48%. Theo đại diện của CBRE, điều này thể hiện thị trường đang điều chỉnh theo hướng bền vững. Trường căn hộ tiếp tục có một cái năm có thể nói là phát triển rất là khả quan đối với cái thị trường, không chỉ là thị trường căn hộ để bán mà cả thị trường những cái sản phẩm gắn liền với đất, bao gồm là thị trường biệt thự, nhà liền kề và thị trường đất nền. Đặc biệt đối với thị trường căn hộ, chúng ta thấy rằng là cái số lượng chào bán nó cũng tăng trưởng rất là cao, khoảng tầm gần 40.000 căn hộ được chào bán ra toàn thị trường, và với cái tỷ lệ hấp thụ trên toàn thị trường ở mức khoảng 50-55%, thì số lượng căn hộ được giao dịch thành công nó cũng khá là cao. Đặc biệt là chúng tôi nhận thấy là năm 2016 có một cái điểm khả quan hơn so với năm 2015, đó là thị trường phát triển ở cái mức cân bằng hơn, số lượng căn hộ được chào bán cũng như là được giao dịch tại phân khúc trung cấp chiếm tới gần một nửa so với toàn bộ trên toàn bộ thị trường. Bước sang năm 2017, CBRE dự báo triển vọng thị trường vẫn sẽ khả quan nhờ vào các yếu tố vĩ mô tích cực và nguồn FDI dồi dào. Dự báo năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 43.900 căn hộ được mở bán, trong số đó có đến 40% là sản phẩm căn hộ bình dân. Đáng chú ý là hai dự án tại quận 9 và huyện Bình Chánh của tập đoàn Vingroup. Cùng với việc tăng nguồn cung, tỷ lệ hấp thụ của thị trường cũng được dự báo rất lạc quan, đạt gần 60% trong năm 2017. Theo dữ liệu chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI mới nhất do Nikkei công bố, thì lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã kết thúc năm 2016 với một kết quả tích cực. Theo Nikkei, trong tháng cuối cùng của năm 2016, chỉ số PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam, một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất, đạt mức 52,4 điểm, giảm so với mức 54 điểm của tháng 11, nhưng vẫn cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Sản lượng ngành sản xuất trong tháng 12/2016 đã tăng lần thứ 12 trong suốt 13 tháng, tuy nhiên mức tăng này chậm hơn so với tháng trước đó. Số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh, nhưng cũng giống như với sản lượng, tốc độ tăng đã chậm lại. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử khảo sát, tức là từ tháng 3/2011. Số lượng đơn hàng tăng nên các nhà sản xuất cũng đã tăng số lượng nhân viên tháng thứ 9 liên tiếp. Do chi phí nguyên vật liệu tăng và đồng Việt Nam giảm giá so với đồng đô la Mỹ, nên các nhà sản xuất cũng đã tăng giá đầu ra, với tốc độ tăng chỉ chậm hơn một chút so với tháng 11. Cũng trong báo cáo mới, Nikkei cho biết chỉ số PMI tháng cuối 2016 của Việt Nam chỉ đứng sau Philippines với 55,7 điểm trong số các nước ở khu vực ASEAN. Thưa quý vị, báo cáo với đoàn công tác Bộ Công Thương mới đây thì đại diện hệ thống các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chuẩn bị nguồn hàng đủ để cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Dự kiến thì tổng nguồn hàng các loại sẽ tăng từ 20-30%. Đại diện Lotte Mart cho biết đã chuẩn bị nguồn hàng để bình ổn giá cung cấp cho người tiêu dùng, gồm thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, thời trang, đồ gia dụng. Còn tại hệ thống siêu thị Bixi, hiện nay các mặt hàng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 như bia, nước ngọt, bánh kẹo từ các thương hiệu uy tín trong nước bắt đầu được siêu thị nhập hàng để phục vụ thị trường Tết. Hàng hóa bình ổn thị trường được Bixi chuẩn bị đầy đủ. Tổng số lượng hàng hóa các loại tăng 20-30% so với cùng kỳ năm 2016. Cũng trong dịp này, Bộ Công Thương đã đề nghị các hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có phương án bố trí thời gian phục vụ Tết một cách tốt nhất, chú trọng công tác kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm, đồng thời thực hiện nhiều chương trình, chính sách ưu tiên cho hàng Việt, nhất là các mặt hàng nông sản tham gia vào hệ thống bán lẻ trong nước và trên toàn cầu của doanh nghiệp.
Và cũng trong dịp Tết Nguyên đán 2017 thì dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phải hoạt động hết công suất khi có đến hơn 2,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự báo của Tổng công ty Cảng hàng không ACV thì tốc độ tăng trưởng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đang tạo áp lực khá lớn. Thống kê cho thấy là số chuyến bay chờ từ 30 phút trở lên tại đây đã lên tới 200 chuyến mỗi tháng. Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không ACV, trong dịp Tết năm nay sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ hơn 2,5 triệu hành khách. Dự kiến mỗi ngày có 761 lượt chuyến bay, riêng ngày 26 Tết có 838 lượt chuyến. Các đơn vị đã tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống đường lăn, sân đổ, đường cất hạ cánh để đảm bảo phục vụ dịp cao điểm Tết. Trước ngày 20 Tết sẽ dừng thi công để tập trung phục vụ khách. Trước tình hình này, Bộ Giao thông Vận tải đã đề ra phương án giảm tải cho sân bay của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian cao điểm. Theo đó, cục hàng không được giao làm việc với các đơn vị liên quan thống nhất tiêu chí xác định khung giờ cao điểm, trung điểm, thấp điểm và xây dựng khung giá dịch vụ bay các khung giờ khác nhau để các hãng hàng không lựa chọn. Đồng thời, hãng hàng không Vietnam Airlines cũng chủ động mở các đường bay mới từ Đài Loan về Cần Thơ, Hồng Kông về Đà Nẵng. Hãng cũng tăng cường truyền thông để hành khách chủ động làm thủ tục check-in, giảm tải cho nhà ga. Hệ thống công nghệ thông tin cũng được nâng cấp nhằm đảm bảo phục vụ hành khách. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi dự thảo quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, dự kiến ban hành trong năm 2017. Đây là lần đầu tiên nhà nước soạn thảo một dự thảo quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính sau không ít lùm xùm của hoạt động cho vay này trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, góp ý cho dự thảo này mới đây thì một số công ty tài chính cho rằng dự thảo vẫn còn nhiều điểm vênh so với thực tế. Tại hội thảo cho vay tiêu dùng, cơ hội hay thách thức do thời báo Ngân hàng tổ chức mới đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 5 năm qua, tín dụng tiêu dùng trên địa bàn thành phố đã phát triển rất nhanh, bình quân tăng 20% một năm. Đến nay, tín dụng tiêu dùng cũng đã chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng dư nợ của nền kinh tế, gần 15%. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, các văn bản pháp luật hiện hành vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của hoạt động này, dẫn đến đã có không ít tranh chấp xảy ra giữa với người đi vay với các tổ chức tín dụng, nhất là các công ty tài chính thời gian qua. Các tranh chấp xảy ra chủ yếu ở mức lãi suất cho vay của các công ty tài chính cũng như phương thức đòi nợ. Đa số các ý kiến phản ánh đều cho rằng mức lãi suất các công ty tài chính quá cao, gấp 2 đến 3 lần so với cho vay tiêu dùng của các ngân hàng hiện nay. Nhưng ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, điều này hoàn toàn phù hợp với quy định và đặc thù trong hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Trong cái phân khúc khách hàng của các công ty tài chính đó thì mức độ rủi ro rất cao. Do đó mà trong thời gian vừa qua thì thường các công ty tài chính nó ngoài cái việc những cái yếu tố không thuận lợi cho anh thì họ có những cái chi phí vốn họ cũng cao hơn các hàng thương mại, thường là gấp đôi hoặc là gấp ba cái chi phí vốn của các hàng thương mại. Do đó mà đòi hỏi cái lãi suất của các công ty tài chính cũng phải đáp ứng được yêu cầu về kinh doanh, và cái này nó cũng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, tức là thực hiện cái quy chế về lãi suất thỏa thuận trong cái hoạt động cho vay của các công ty tài chính đối với khách hàng. Tuy nhiên, để giúp người đi vay không bị mập mờ trong cách tính lãi suất của các công ty tài chính, dự thảo thông tư mới đã quy định mức lãi suất cho vay tiêu dùng phải được tính theo tỷ lệ phần trăm một năm thay vì phần trăm một tháng. Dự thảo cũng buộc các công ty tài chính phải quy định nội bộ về lãi suất cho vay tiêu dùng, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng. Theo đánh giá của các chuyên gia, các quy định này giúp cơ quan quản lý thị trường tiền tệ kiểm soát chặt hơn hoạt động cho vay tiêu dùng. Đồng thời, người đi vay cũng có thể có căn cứ nhất định khi so sánh lãi suất các khoản vay tiêu dùng với lãi suất ngân hàng. Từ đó, phần nào hạn chế được hiện tượng công ty tài chính cho vay với lãi suất quá cao. Góp ý cho dự thảo, đa số các công ty tài chính đều đồng tình với các quy định trong dự thảo và cho rằng đây là cơ hội để hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính được rõ ràng và minh bạch hơn với người tiêu dùng. Dự thảo mới này nó rất là tốt đối với các công ty tài chính tiêu dùng ở cả hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là trong một thời gian rất là dài là các công ty tài chính tiêu dùng xài chung một hệ thống văn bản với lại các ngân hàng thương mại. Thì với cái dự thảo thông tư lần này thì đây được xem là lần đầu tiên ngân hàng nước có một cái quy định riêng dành cho các công ty tài chính tiêu dùng và một cái nghiệp vụ quan trọng nhất là cái nghiệp vụ về cho vay tiêu dùng. Và ở cái khía cạnh thứ hai thì các cái quy định của dự thảo đã rất là sát và phù hợp với lại những cái đặc trưng của hoạt động tín dụng tiêu dùng. Quy định cái hoạt động cho vay của công ty tài chính tiêu dùng thì đã hướng tới cái việc mà quy định rõ ràng hơn giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, và đặc biệt là hướng đến cái chuyện minh bạch trong cái chuyện tư vấn cho khách hàng, thì đương nhiên đây là một cái quy định rất là cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay và để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái hoạt động cho vay của công ty tài chính. Tuy nhiên,
Cũng theo các công ty tài chính, dự thảo cũng còn một số quy định không sát với thực tế, có thể ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng hiện nay. Đơn cử là quy định khoản vay bằng tiền mặt không quá 10 triệu đồng. Giá trị khoản vay hiện nay theo quy định của dự thảo là 10 triệu. Thì cái mức này là nó quá là thấp so với lại cái mặt bằng thị trường chung. Là đối với hàng hóa tiêu dùng bây giờ thì hầu như là cái mức mà thấp nhất cũng không có mức nào là ở mức 10 triệu. Và cái thứ hai nữa là cái đối tượng khách hàng mà công ty tài chính tiêu dùng nhắm tới là các cái phân khúc khách hàng mà thu nhập trung bình thấp và ở cái vùng sâu vùng xa, là những cái khách hàng mà họ không có cái điều kiện tiếp cận với các cái phương tiện thanh toán hiện đại. Một quy định trong dự thảo cũng khiến các công ty tài chính băn khoăn, đó là quy định về mức lãi suất phạt chậm trả tối đa không quá 150% lãi suất cho vay. Bây giờ đa số các công ty tài chính tiêu dùng có rất nhiều các sản phẩm ưu đãi, đặc biệt là sản phẩm 0%. Thì cái việc cơ chế phạt tính theo dựa theo cái dự thảo thông tư thì sẽ vô hình chung đối với những sản phẩm 0% là chúng tôi sẽ không có một cái chế tài nào cụ thể để xử lý khách hàng trong trường hợp họ trễ hạn. Và ngoài ra thì cái việc dự thảo thông tư vẫn còn có một số cái điểm là áp dụng cái tư duy của ngân hàng truyền thống, như là quyết định cho vay phải có cái quyết chữ ký của người có thẩm quyền. Đấy, những cái quy định như thế là nó sẽ hạn chế cái việc linh hoạt cũng như là việc quyết định nhanh một cái việc cho vay hay không. Để giúp hoạt động cho vay các công ty tài chính được thuận lợi, khi dự thảo được thông qua và có hiệu lực, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét các bất cập trong dự thảo với các công ty tài chính trên địa bàn, từ đó có điều chỉnh để khi dự thảo đi vào thực tế sẽ không gây cản trở cho hoạt động cho vay tiêu dùng hiện nay. Thưa quý vị, sau ít phút giải lao thì bản tin 24/7 của chúng tôi sẽ quay trở lại với những bình luận của chuyên gia và cập nhật một số tin tức đáng chú ý trong tuần qua. Người vay gói 30.000 tỷ đồng tiếp tục được hưởng lãi suất 5% trong năm 2017. Thành phố Hồ Chí Minh cần gần 100.000 lao động vào dịp cuối năm.